Kiên Giang và Sóc Trăng đang mới xuất phát. Wow, Kiên Giang tinh thần quá dữ, quá trời quá tay luôn các bạn ơi. Đây là đội Kiên Giang áo vàng nha, đội Quách Bích của Sóc Trăng là đội áo màu xanh. Này các đội nữ thi đấu quá sung sức. Sóc Trăng động viên Kiên Giang nữ. Thằng này mới ta quẹo cho cô quẹo lên, quẹo cho cô quẹo lên. Kiên Giang. Thế rồi. Thằng này biết trận rồi đó, mới quẹo cho cô quẹo lên, bắt các bạn đi bắt cái cỡ đó. Quách Bích cái mũi hơi lạng rồi các bạn ơi. Nó lạng dữ lắm, nó đậm dữ lắm, đậm rồi. Lạng rồi. Còn Kiên Giang thì đang nhịp điệu dầm điệu ha. Mỗi khi một cái trận đua mà cái lạc tay lái mà để cái ghe nó lạng thì nó sẽ mất một cái tốc độ, giảm một cái tốc độ. Đây Kiên Giang ở đây. Cái trọng quá, cái trọng là lĩnh cái kè chứ.